Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chơi thử con Ensure Gate này. Đây là cái bản demo mà của con game đang trong cái đợt Steam Next Fest gần đây thôi. Thì hiện tại thì cái bản demo này họ chỉ công bố là một thời gian ngắn à. Hôm nay là ngày 11 tháng 10. Thì theo thông báo của họ trên trang chủ á, với mà trong game nãy là bóp với mức phố nó hiện lên. Thì là chỉ tới là ngày 22 thì họ sẽ gửi cái demo này, tức là anh em có khoảng 10 ngày để trải nghiệm từ hôm nay á. Thì nãy giờ tôi mới setting với chỉnh nhân vật thôi. Bản demo này còn khá nhiều lỗi luôn. Setting thì chỉ dám để là mức medium trở xuống, tại con máy tôi nó khá yếu rồi. Thêm cái mà quay video trong lúc mà chơi game này đó. Ngoài ra thì bản demo này nó tối ưu là không được tốt cho lắm. Ra setting là chỉ dám để là medium. Field of view mà không có số luôn ta. Đây, setting này dám chỉ để là mức medium thấp thôi. Cái này sương mù thì không cần. Cái sương mù mà nó cho mình cái tầm nhìn hạn chế là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là rất là nặng. Đây, ngoài ra còn mấy cái khác, mấy cái bóng thì tôi cũng không cần. FPG thì tôi bật thử là FPG 2 nè, chọn cái hiệu năng thôi, coi thử nó làm sao. Nếu như mà không được nữa, nếu như mà nó vẫn xấu quá thì mình phải hy sinh thôi. FPS thì cũng không có limit luôn, tôi đang tự dùng cái phần mềm tôi chỉnh thành 90 FPS đó. Sau khi tạo nhân vật thì bây giờ tôi chơi thử. Này thì mình chơi một mình, cái này thì tôi sẽ là máy chủ. Cái này có đặt mật khẩu được không ta? Đây. Đây là mật khẩu. Rồi 3 năm. Tôi chỉ bật 6 người chơi thôi, không biết hiện tại nó làm sao. FPS thì tôi nghe nói con game này tối ưu rất là tệ luôn, nên đành phải hy sinh rất là nhiều về đồ họa. Mình nhân vật mình thì tính dậy trong một cái bánh tráng gì đó, dạng như mà một cái lò rèn chứ. Đây là con tàu vũ trụ tôi chả biết nữa. Thôi FPG 2.0 thì tệ quá rồi. FPS thì chắc tôi dùng cái phần mềm lý mịt nó còn 60 thôi. Để tăng chất lượng đồ họa lên. Đó, xuống 60 rồi. Ồ, rất nhiều setting nha. Field of view thì nó hơi hẹp tí, không ảnh hưởng gì nhiều. Không cử găng cưa đâu, cử găng cưa thì nó rất là nặng, nhưng mà bù lại thì đẹp hơn. Cái điều ảnh mất đi sự sắc nét, bật thử rồi. FPS nó còn có 48 à. Con này đang bị cái lỗi là tối ưu rất là tệ nha. Nên bây giờ tắt hết bởi hiệu ứng đồ họa đi. Đây cái này rất là nặng nè. Đây, cấu hình đồ họa là full lao luôn. Tiếp theo là chỉnh lại là cái gameplay. 0.71. Am là 0.5. Rồi, tạm tổn. Đây là mức cấu hình setting thấp nhất nha. Tôi sẽ bật BS để một tí. Rồi nó làm sao. Bây giờ là thư giãn thoải mái gì đó. FOV không cần cao quá. Anh em muốn đồ họa đẹp thì có thể thử là. Còn con máy đôi thì nó chậm lắm. Đeo chèo được không? Không. Lúc nhảy hai cái tay không cử động luôn. Cửa đã mở. Để tạo cái dòng thoải mái này. Không có lồng tiếng à. Chỉ có một số cái âm thanh của ngọn lửa bật lên và cái dòng chữ rất là nhiều thôi. Bây giờ thì một nơi trú ngụ để xây dựng cái thành phố. Chắc tắt FPS thì được rồi đó.
có một quyển sách màu đỏ, đọc thứ hai cúp chuyện thôi, không biến lắm, tưởng đâu cái gì. Bây giờ làm sao xuống? Chết không, chết không? Rồi có phone đam nào, có phone đam. Ok, mình tỉnh dậy thì sẽ ngay cái lò sưởi này, cái lò lửa. FPS thì rất là thấp luôn. À có đường đây. Cái vòng tròn đó là cái ống thể lực stamina của mình đó. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm một cái nơi để xây dựng căn cứ của mình. Có cái gương đây. Nhấn nút F để lấy tất cả. Cây đuốc này. Cái này là cái bách bên ghét, là cái cộng hồi máu 40% máu mỗi giây. Kéo dài bao lâu ta? Kéo dài 10 giây là 40% máu. Ok, tầm cầm hai cái này thì đi phi lưu được rồi đó. Cái đuốc này nó dạng cùng, anh em chơi mà anh thêm thì chắc biết cái dạng cùng này chứ gì. Cái này thuộc tính bên đó rồi, có độ bền đó hả, 50 độ bền. Ủa nhấn số 1 thì nó đánh bằng cái đuốc luôn, thôi gãy đuốc bây giờ. À, để bước nó đi. Rồi hiểu. Có ai cầm đuốc mà để ngang không không? Cái gì cái gì? Mẹ anh em để ý nó còn lỗi đồ họa ánh sáng nhấp nháy nè. Game này thực ra là để mà vui lao thì nó vẫn không xấu cho lắm. Cả hai đường đều xuống đây hết. Chạy sẽ mất thể lực, vừa mới bị góp cú nặng đó. Vua hang động có một cái xác, nhặt được thêm một cái đuốc nữa. Sao tôi thấy cái ghế này nè, nhân tạp để phá mục tiêu, không phá đâu. Đuốc được cái xác đó luôn. Có khởi đồ gì không ta? Bách bách nè. Đuốc bỏ vô đi. Có mới đụng được cái kiếm mới. Cái này là cái vật liệu. Cái này là cổ ngữ. Có được cái áo gấp, cái áo gấp đó. B. Ủa nhân vật mình đây à, cái đó là miếng vải thôi. Có được cái quần gấp trang bị sẵn, chả tác dụng gì luôn, cộng không hết bị mặc chi. Rồi ta tiếp tục cuộc phiêu lưu thôi. Hồi nãy trong thuộc tính vũ khí thì có ghi cái yếu tố chặt cây á. À, phá hủy đồ vật cũng được nữa. Ơi, cái kiếm mới chém vài cái hết đồ bò. Đây, nhặt được hai gỗ luôn. Siêu cộng 1. Hình như mấy cái đó là không phải là trang bị mình đâu. Là những thứ mình có thể gấp ở đây nè. Tất cả cái mà khám phá của mình để dùng cái gấp thì nó có thể lưu trữ ở đây, gấp nhanh bằng cách chọn ở bên đây. Ok, đây là những cái trang bị, những cái mà nguyên liệu cần thiết. Mình có thể ghim cái trang bị nó bằng nút F. Rồi hiểu. Bắt cái này thì tốn cái xe chinh, để tôi nó vô gặp, để vô Discord hú nó. Một lượng cam phai thì có thể nấu làm được cái cam phai, cái siêu mình chưa chế được ba cái này, chứ bây giờ thấy vẫn là thiếu cái tơ tằm.
workshop một bên. Năm gỗ với cái bàn làm việc thì mình sẽ chế được cái này. Cái này để làm gì đó? Dễ như cái thùng chứa đồ hay gì. Rồi, đi thôi. Cái chỗ này như điểm lui á, nếu mình mà chết thì mình sẽ trở về điểm này. Con gà kìa, con gà màu trắng kìa. Chị đâu con gà kìa. Rồi giết con gà lên được level 2. Con gà này vô thịt hơi bị ngon à. Đút từ cái xác con này không? Cái con phá làng phá sớm này. Thôi không xây cái bay trong đây đâu, ra ngoài kiếm chỗ không cái này có trọng lượng hay gì không ta, mở cửa ra. Cửa quên, cái này cửa ở đây mà. Một cái lọ hồi máu cộng 200 máu. Rồi lấy cái đuốc đánh đi cho nó đỡ. 1 2 3 5, 1 2 3 5 cái bát. Shader bạn lót shader nhanh đi, tôi xây nguyên căn cứ đây nè. Cái mic mày mày nghe từ cái mic ta. Có khi nào bị thủng màn nhĩ không? Đừng nói tai nghe cũ mới mua đó. Chỗ nói là cái gì? Không có mic hả? Có mà. Trên cái loa nó có mà hình cái chấm kế bên cái chỗ nói luôn á. Coi cái bên trái của cái chấm đó. Chứ không phải là cái cây mic kéo ra đâu. Nhiệm vụ là cái gì quên mất rồi. Trời dùng tay không đút đá. Đấm tay được không? Cứ đi nó chạy đi. Nó lót từng đầu thôi, lót shader mà. Đồ game sinh tồn mà không có cần đồ ăn thức uống gì đó. Đây có được cái cuộn len này. Bây giờ nấu ăn nhưng mà nó không có đói khát. Chắc ăn để tăng hữu tính thôi. Bây giờ nhiệm vụ là cái gì? Quét tay. À đi lại cái địa điểm này. Kim này nặng phết á. Mày để full lâu đi. Full lâu rồi lóc 60 FPS rồi luôn. Dùng cái gọi để đó đó lóc. Nó bắt buộc phải xây cái bay ở đây luôn, không cho chỗ khác ở đâu.
đúng ngay cái điểm này là làm gì nữa? Là xây là cái ngọn lửa hả? Đây là xây cái này, dùng chính cục đá. Gấp cái là nó ra luôn, không có chờ bọc gì hết. Đặt ở đâu giờ? Cái này nguyên liệu thô bỏ vô đi. Ở đây đi. Ok. Rồi, hẹn đi làm ngọn lửa. Mình không cô đơn. Có thể là có nhiều người sinh tồn khác nữa ở bên cạnh cái khu vực này. Tìm nó và khám phá nó. Bây giờ có thể nâng cấp ngọn lửa bằng mấy nguyên liệu này. Kiếm một cái ly diên linh hồn. Để nâng cấp cái cục này lên thì cái diện tích xây được nhiều hơn. Gì chuyển cái phát sang trời tối luôn, không có hiệu ứng chuyển cảnh gì luôn. Con gì? Con sói. Ê ê ê ê, rồi nó chạy thẳng vô. Lửa sẽ bảo vệ mình. Vô đấy sợ rồi nó đi bắt mấy con chuột rồi. Một lớp thành công. Cái kiếm sắp gãy rồi đó, cái đòn đánh thứ ba mới tác dụng lên cây. Được thịt tươi rồi, quay về coi gáp được gì không. Lại con sói. Mày thì nằm bây giờ gáp chắc là B gáp tinh. Cái quạt bên thì thiếu một ít chỉ nữa, chỉ kiếm đâu ra ta. Ê ôi, chỉ giờ kiếm nhiều lắm rồi. Ok, thay cỏ. Nên chế cái khiên không ta? Đỡ hai đòn 10 ba ghi chế không đi.
kỳ nghỉ phép được cái áo rồi, ok áo rồi thể chế được quần các thứ nữa, nhưng mà phải cần có vải. Bán 30 giây, mỗi cái lò 1 giây thì 30 giây. Thịt này thì có độc, cái này thì lấy gỗ, còn cái này lấy đá. Này gấp số 2 lên. Quần áo này trang bị sao ta? Whip. Này whip. 11 cái mũi tên gỗ, chắc sau này chế tạo được. Sàn cái cho nó hồi máu. Bây giờ đặt cái campfire đó. Ok. Có campfire có thể nướng thịt. Trên cái thanh tách ba chọn thịt xong rồi nhấn chuột phải. Cho bắn hụt không vậy? Kỳ cuối rồi, để đầu đất rồi, thôi xong rồi, cái nhà lủng lỗ rồi. Chặt cây tốn thể lực dữ lắm chứ. Trời, chớp cái trời sáng luôn. Không hiệu quả. Còn thua khúc gỗ nữa, cây gậy phép mà còn thua cái cây đũa phép nữa. Quá trời nó đất rồi. Ghê chuột đi mà nó còn chừng chực nữa. Số 7.
Rồi bấm vô nó toàn ăn luôn ta. Nấu làm sao? Bỏ tay không biết nướng thịt sao. Rồi giữ chuột trái. Trong hướng dẫn thì ghi là bấm chuột phải. Những tí nữa nó cháy không? Rồi hành thang. Số 7 tặng vô máu tối đa tăng lên 1 cút luôn. Có cái bàn bàn bên giờ đây đi. Mấy cái lốc này là kiểu cái nền để xây dựng này, cái mái che. Này để sợ nào xới đất hốc hốc này cần cái gương nhỏ, gương nhỏ là thiếu 3 giây nữa. Rồi nó nhảy giật luôn ơi. Ừ, đúng lỗ. Giờ vô chế độ bôi mod. Đây, chọn cái vật liệu muốn bôi. Thì một miếng hết 14.
Ôi ơi, game này đi đầu đá chặt cây là không phải luôn. Là xây nhà bằng gỗ thôi. Cây bự bự thì nó có thêm nhựa cây. Xây mấy cái tôn nóc thì là phải gấp cái tôn nóc trước. Áp vô vui hết. Để xây cái cầu thang. Cầu thang bằng gỗ vô nó chất lượng.
Chơi cái dách bằng gỗ nó xấu quá. Bên nào nó cũng xấu hết. Chơi đá đi. Chơi giống cái chạy. Cái nhà là tô rồi.
14 con cú. Cú uy tín luôn này ạ.
Ừ.